có cá. Bị dướng nè. Dăng chảo qua đây nè. Có chị thì sao? Dăng chảo qua đây để cho nó ngồi, dăng chảo đó ngồi đó ngồi. Rồi ai đưa có muỗng cái này á? Mấy nghe nhẹ phải không? Nó bị dướng rồi. Rồi ok rồi đó. Hồi nãy giờ mà không có đặt đặt cái gió mệt nó chết. Giờ vài phút đi. Trời ơi chắc có cá thôi mà để chịu chữ đồ nghề sẵn hết trơn nha. Thank you.